Đây nha các bạn, thì mình có cái con chuột không dây các bạn này. Nhưng con chuột này thì cái chức năng mà nó lăn lăn này này, nó không lăn này các bạn, đây này. Đấy. Bây giờ mình lăn thì nó cứ khựng khựng nào ấy. Lúc mình mà lăn lên này này, đây này, mình lăn lên này thì nó lại đi xuống, mà mình lăn đây các bạn thấy đây này. Mình ra này, đúng rồi. Mình lăn xuống này thì nó lại cứ đi lên nhấp nhấp nào, mà mình lăn lên đây này thì nó lại cứ giật giật thế nào ấy. Bây giờ mình tiến hành là mình sẽ tháo chuột không dây này ra. Mình xem thử nó bị gì, nếu mà hư gì thì mình sẽ tiến hành mình lấy những cái con chuột cũ ấy, mình sửa cho nó các bạn nhé. Các bạn nhé, mình tiến hành mình mở con chuột này các bạn nhé. Các bạn mở, các bạn nhớ cẩn thận, có cái lẩy trong này, này, cái ngàm trong này này, mình mà giật mạnh quá nhiều khi nó gãy cái ngàm này thì nó hư chuột luôn đấy. Cứ nhẹ nhàng thôi, khó ra thế nhỉ. À, rồi đây, rồi các bạn, đây các bạn này. Cái cuộn này hư, bây giờ là mình chắc là mình nghĩ mình thay cái luôn cái này này. Để mình mở ốc ra đây các bạn. À, bạn thấy này. Ở đây nó có tới có cái nút này làm gì nhỉ? Đây là có một cái, đây là cái con lăn này, còn ở đây là có một cái công tắc nhấn nữa này. Cái này ví dụ khi nào mà hai bên này chuột phím bên phải bên trái hư thì mình lấy thì mình thay được các bạn này. Cái này thì mình thấy ít dùng, mà hầu như mình bây giờ mình mới biết đấy. À, vậy trong này họ để giống như để một con dự phòng cho mình đấy các bạn. Rồi giờ tiến hành mình ở đây, mình có một ít cái mạch chuột đây này các bạn, đây này mình có một số cái con chuột cũ đây này. Ở đây thì mình có rất là nhiều cái stick này, cái công tắc nhấn này, để ví dụ sau này mình thay những cái chuột bị hư của mình. Đây mình có tí, đây mình có hai con chuột, hai con chuột. Để giờ mình tiến hành mình coi thử cái nào nó vừa là mình lấy ra. Có rất là nhiều, để bữa nào mình nếu mấy là mình làm clip mà thay cái nút nhấn của chuột các bạn nhé. Rồi giờ mình thế này mình thay vào đây, coi thử cái nào nó ngắn, cái này là nó dài này, nó dài. Ừ, đây phải, cái này là vừa này, cái này là vừa cái này này, còn cái này thì là nó ngắn quá không vừa. Mình thế này mình thay cái cuộn bên này vào bên này. Các bạn nhé, mình đã hút xong chì các bạn này, mình lấy chì ra, giờ mình tiến hành mình gỡ ra thôi. Rồi các bạn đây này, nó đây, gỡ ra rồi. Ô, chỗ này cái mạch nó mình làm sao mà nó hư mạch rồi, không sao. Ui, bong cả chì rồi các bạn, bong bong cả mạch ra rồi. Và tiến hành mình gỡ cái này ra, gỡ cái lăn bên này. Các bạn này, mình gỡ này, cái con này là của cái con chuột không dây mà nó bị hư cái cuộn đấy, hư hư cái chức năng lăn đấy. Còn cái này là của cái bên cái mình vừa lấy
của một cái con chuột mình bỏ ra lúc nào mình không nhớ nữa. Đây này, mình giờ mình thế này mình thay cái này cái lăn này này, cái cuộn này vào cái mạch chuột không dây của mình vừa nãy bị hư ấy. Rồi, tiến hành hàn lại thôi. Các bạn nhé, rồi các bạn này, mình làm xong, mình vừa hàn xong rồi này, đấy mình vừa hàn xong cái cuộn cuộn này vào đây này, mình kiểm tra lại các bạn xem là đang đứt các bạn này, đây này, cái mối nối từ từ đây thì vào mối hàn này có này, nhưng mà đây này khỏi đứt đây các bạn nhé, chống một miếng vừa nãy mình làm sao mà lướt miếng này, từ chỗ này thì phải sang chỗ này này, rồi nó xuống chân này này, đứt rồi, thế bây giờ mình tiến hành mình nối từ điểm này này đến đây luôn. Rồi, giờ tiến hành mình lắp pin vào mình xem được các bạn nhé. Hy vọng là nó tốt. Rồi các bạn. Rồi. Giờ mình tiến hành mình lắp pin vào này. Rồi. Qua cho mình thử xem sao, thử máy tính mình xem sao. Mình qua mình làm thử xem nào. Đây các bạn nhé, chuột thì ở đây này, không dây này. Đấy, mình cắm con USB của nó đây này. Con nhận của nó đây này. Để vào đây. Thấy không? Cái này đó. Có này, giờ tiến hành mình mở lại xem nào. Tắt. Tốt các bạn này. Hiện tại là để mình coi cái chức năng cuộn thế nào này. Đây nha các bạn. Có thấy không? Cuộn đã lên các bạn này, cuộn lên rồi này. À, chắc là lâu ngày quá rồi cái kiểu cái cuộn này nó bị sao, nó lỏng, nó rơi này, nó biết, cho nên là mình thay cái khác vào thì nó đã ổn rồi. Vậy là mình đã sửa xong cái con chuột không dây. Rất là bực các bạn, nhiều khi mình cuộn, nhất là ví dụ khi mình văn bản là 1 này, xem web là 2 mà cứ không cuộn được, bực lắm. Các bạn nhé, clip của mình sửa cái chuột không dây đến là hết các bạn này. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip, hẹn các bạn ở clip sau.